Chào các bạn, hôm nay mình sẽ vào bếp đồ xôi gấc bằng nồi cơm điện. Nguyên liệu để nấu món xôi gấc gồm có gạo nếp mình sử dụng 300g, một quả gấc và đường tinh. Cách làm: các bạn ngâm gạo 4 tiếng, sau đó các bạn bỏ ra rồi vo sạch gạo để ráo nước. Thì các bạn tiến hành bổ gấc để lấy cái phần ruột gấc cho vào trộn lẫn với gạo nếp. Sau khi đổ được ruột gấc rồi, các bạn trộn lẫn với gạo, bóp lẫn với gạo cho mình. Mua gấc thì các bạn nhớ là mua quả gấc nếp thì nó thơm ngon hơn và nó đỏ hơn các bạn nhé. Các bạn cứ bóp cái phần ruột gấc và gạo cho nó thật đều và màu trộn lẫn vào với nhau như này. Sau khi mà các bạn cảm thấy cái gấc và gạo hòa quyện vào nhau rồi, đỏ rồi, thì các bạn cho vào. Trong thời gian mà các bạn bóp trộn gấc ấy, bóp mấy hạt với gạo, các bạn bắc cho mình một nồi cơm bằng nồi cơm điện. Các bạn cho nước vào nồi cơm điện như này. Mình tận dụng, mình sử dụng luôn là bằng nồi cơm điện. Sau khi trộn đều gấc và gạo xong, các bạn chỉ việc cho vào nồi cơm điện như này, rất là đơn giản các bạn ạ, rất tiện. Sau đó các bạn đậy nắp lại cho mình. Khi mà các bạn đã cho gấc vào cái nồi cơm điện như này nấu, thì các bạn cứ đậy chặt nắp nồi cơm điện lại và nấu cho mình khoảng 25-30 phút. Thì lúc đó các bạn mới mở lắp ra và cho đường vào các bạn nhé. Và vì sao mình không cho đường ngay ban đầu? Bởi vì nếu mà cho đường ngay ban đầu thì gạo nó lâu chín hơn. Cho nên là gần được thì mình mới cho đường vào để trộn lên các bạn nhé. Bạn sau khi mà đã đun được 25-30 phút thì các bạn mở ra và các bạn lúc này các bạn mới cho đường. Ở đây mình sử dụng là cho vào đây 3 thìa đường. Thì các bạn nhé, nếu các bạn thích ăn ngọt thì các bạn có thể cho hơn, là mình ăn vừa phải, mình cho 3 thìa. Đều, sau đó các bạn đậy nắp lại cho. Sau khi trộn đều đường, các bạn đậy nắp lại, đun 6 phút nữa rồi tắt bếp. Đơn giản là các bạn ạ, đã được một đĩa xôi gấc.